Xin các anh chào đón đại biểu đại diện cho Sơn Hòa Nhà Trai chào đón ban chủ nhà đăng ký cùng với nhân vật chính chú rể Tuấn Bình. Xin một tràng pháo tay thật lớn từ toàn thể quý vị cho buổi lễ vu quy của cô dâu Như Quỳnh sánh riêng cùng chú rể Tuấn Bình. Xin phép chính thức được bắt đầu. Các bạn sẽ dành cho nhau một nụ hôn hạnh phúc đi ạ. Vâng, và quý vị ơi, dành tặng cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, xin được cảm ơn và bây giờ xin mời hai bạn sẽ trở về với bàn tiệc trà cùng đi mời nước mời chờ quý vị khách quý con viên hai họ. Che dâu đi chớm quá. Wanda always get it right. Imagine if I wasn't such a coward and I had the courage hidden somewhere in my heart to look you in the eye. If I could go back just for a night, I would see the future and I'd make it alright. Oh darling, if life was a movie, I'd hit rewind. Yeah, imagine if I knew how to turn back time. I was thinking like ayo, ayo, a-okay. Lost our love in the mess we made. Ayo, ayo, a-okay. If tomorrow was yesterday, I wonder if I saw your face again. Would you be a stranger or would we be more than friends? Would this be the beginning or the long and winding road that takes us all the way around into the very bitter end? Yeah. Imagine if we never felt fear. Imagine we were brave enough to never hide the tears. Imagine if I didn't have to worry about everything around me and my sanity was actually here. Yeah. I just got so caught up in the moment. Didn't even realize we were. If I could go back. Tôi đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng bước lên sân khấu ạ. Hôm nay ngày lễ vu quy, mẹ cha đã định em về với anh. Hết thời áo tím, áo xanh, từ nay em đã có anh là chồng. Vâng, đề nghị quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ạ. Kính thưa các cụ, công các bà, thưa toàn thể hội hôn, và sau đây tôi xin tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Tuấn Bình và Như Quỳnh chính thức được bắt đầu. Kính thưa các quý vị, như chúng ta đã biết, một năm bắt đầu từ mùa xuân và đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Nếu mùa xuân mang đến sự phồn vinh cho vạn vật trên trái đất, thì tuổi trẻ mang đến cho con người chúng ta tình yêu, hạnh phúc, hôn nhân và gia đình. Và ngày hôm nay, chàng trai Tuấn Bình và cô gái Như Quỳnh, họ đã gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau, rồi cùng nhau chọn cho mình những hạt giống để ươm mầm mình hạnh phúc tương lai. Và rồi những hạt giống ấy sẽ đâm chồi nảy lộc, ra hoa và kết trái. Vâng, kính thưa các quý vị, sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau, được sự vun vén và nhất trí của hai bên gia đình và được chính quyền địa phương công nhận, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt,
hai gia đình đã chọn là ngày để tổ chức lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Tuấn Bình và Như Quỳnh. Vâng, thật đúng là năm tháng Bình Quỳnh yêu nhau, ngày lành tháng tốt trầu cau hẹn hò, thì thầm tiếng nhỏ tiếng to, bóng hình đôi lứa lọt vào vườn sân. Họ hàng cô bác xa gần đến mừng đôi lứa tảo tần cập kê, chúc cho duyên thắm má kề trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Vâng, một lần nữa xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho Tuấn Bình và Như Quỳnh ạ. Vâng, kính thưa các quý vị, dựng vợ gả chồng là trách nhiệm, là bổn phận của những bậc làm cha làm mẹ. Xong, đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc khi mà thấy con cái khôn lớn trưởng thành. Và sau đây, tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Mạnh Bảo Anh là thân sinh ra cháu Bình. Xin mời hai ông bà lên sân khấu để cùng chung vui niềm hạnh phúc với các con. Xin mời hai ông bà. Vâng, đại gia đình chúng ta hãy cúi chào tất thể, toàn thể các ông, các bà, các anh chị có mặt trong hội hương ngày hôm nay ạ. Và trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay không thể thiếu đi hai vị trưởng đoàn kính mến của chúng ta. Hai vị chính là nhịp cầu để nối những bờ vui, để đưa hai cháu đến bên bờ hạnh phúc và đưa hai bên đến tỉnh thông gia. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn họ nhà trai và bác trưởng đoàn họ nhà gái. Xin mời hai bác lên sân khấu ạ. Và để thể hiện tình thông gia sâu đậm, xin mời hai bác trưởng đoàn chúng ta tiến lên phía trước và hãy bắt tay nhau ạ. Kính thưa các quý vị, và sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến để báo cáo lại tình hình trên đường đi đón dâu và đến nhà gái, để cho tất cả các cụ, công ông bà, các anh chị chúng ta ở nhà được biết ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị và toàn thể hội hôn, được sự ủy quyền của ông bà Mạnh Oanh, đoàn nhà trai chúng tôi thực hiện một cái lộ trình là đi đón cháu dâu, thì chiều dài là hàng trăm km. Và khi đoàn chúng tôi đến nhà gái và trở về với hôn trường hôm nay, thì trên đường đi thì đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối. Và đặc biệt đoàn nhà trai là đến nhà gái được nhà gái là tiếp đón một cách là chân tình và tạo mọi điều kiện để cho đoàn nhà trai chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói đến giờ phút này đoàn chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi đã hoàn thành việc mà đi đón cháu dâu về làm con của ông bà Mạnh Oanh và là cháu chắt của họ hàng họ nhà trai chúng ta đã hoàn thành xuất sắc. Và nhân dịp này cũng tại đây thì cho phép tôi một lần nữa được xin bày tỏ lòng cảm ơn là họ nhà gái đã tạo mọi điều kiện và đón tiếp một cách nhiệt tình để đoàn chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Và cũng báo cáo với lại các ông các bà, mấy anh các anh các chị của hai họ là đến giờ phút này thì đoàn chúng tôi là xin bàn giao lại là cháu dâu cho ông bà Mạnh Oanh. Và đoàn chúng tôi cũng đã là hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Và trước khi dừng lời thì cho phép tôi thay mặt đoàn xin gửi đến các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị là lời chào và lời kính chúc sức khỏe. Chúc tất cả các ông, các bà, các anh, các chị luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng, cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn những ý kiến phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà trai. Vâng, nhà trai thì phát biểu xong rồi, nhà gái xin được đáp lại đôi câu. Và sau đây chúng ta sẽ cùng chứng kiến sự phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà gái. Vâng, xin trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa toàn thể hội hôn, thật là đến đây mới thấy là chung con chung của hai gia đình thông gia. Chúng tôi hoàn toàn cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, tôn hậu, tình cảm
và chú đáo của họ nhà Trang và toàn thể hội hôn hôm nay. Đưa con, đưa cháu, đưa chất về gửi gắm ở gia đình bên họ nhà trai. Giờ này chúng tôi lại càng yên tâm hơn. Xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta có mặt hôm nay đều có trách nhiệm vun đắp hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Một lần cuối cùng chúng tôi xin cảm ơn sự đón tiếp của nhà trai. Và từ nay chúng tôi giao lại cháu Quỳnh cho họ nhà trai, đặc biệt là ông bà Mạnh Oanh và hai cháu, cháu Bình. Từ nay là cháu sẽ chăm sóc, giáo dục vợ để vợ chồng xây dựng hạnh phúc trăm năm. Xin cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Xin... À, vâng ạ, xin được cảm ơn ý kiến phát biểu của hai bác trưởng đoàn. Hai bác trưởng đoàn phát biểu rất là ý nghĩa và sâu sắc, và cũng căn dặn các cháu phải sống làm sao để sớm hòa nhập với gia đình nhà chồng. Và xin cảm ơn hai bác ạ. Xin mời hai bác về an tọa. Xin mời ông bà Mạnh Oanh về vị trí ban đầu ạ. Và tiếp theo chương trình, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy đến những nghi lễ của ngày hôn lễ ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời cô dâu chú rể chúng ta thực hiện nghi lễ trao nhẫn cho nhau. Cô dâu và chú rể cùng trao cho nhau vòng nhẫn cưới của mình ạ. Vâng, khi hai bạn đã trao cho nhau vòng nhẫn cưới của mình rồi thì chúng tôi mong rằng hai bạn sẽ chung sống cùng với nhau đến trọn đời, và hãy nắm tay nhau thật chặt và giữ tay nhau thật lâu để cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc. Tiếp theo xin mời hai cháu cùng chúng ta tiến đến nghi lễ cắt bánh ngọt ạ. Chiếc bánh ngọt tượng trưng cho sự ngọt bùi của tình yêu. Chúng tôi mong rằng các bạn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, san sẻ những khó khăn trong cuộc sống để cùng tạo dựng lên mái ấm gia đình. Với bao nhiêu yêu đến bên bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Và sau đây xin mời cô dâu và chú rể tay trong tay để cùng nhau cắt chiếc bánh ngọt. Đôi ta như thể con ong, con quấn, con quýt, con trong, con ngoài. Đôi ta như thể con tầm, cùng ăn một lá, cùng nằm một năm. Tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy tiến đến tháp rượu để chúng ta thực hiện nghi lễ rót sâm panh. Chú rể hãy tự tay mình mở nắp chai rượu ra và cô dâu chú rể cùng nhau chắt lên những tháp ly rượu kia. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy tay trong tay để chúng ta cùng chắt lên những mật ngọt của tình yêu. Vâng, kính thưa các quý vị, những chiếc ly này tưởng chừng là những vật vô tri vô giác, nhưng nó được cô dâu và chú rể thổi hồn vào thành những làn sương mình bềnh bồng, huyền ảo, tượng trưng cho sự kỳ diệu của tình yêu. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa nở. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Xin mời cả cô dâu và chú rể cả hai đều chung tay để chắt những ly rượu này ạ. Dạ vâng, chúng ta đang chứng kiến một khoảnh khắc tuyệt vời và thật đáng nhớ của cô dâu và chú rể. Và tôi cũng đề nghị với các quý vị ở dưới, chúng ta là những nhà nhiếp ảnh, là những nhà quay phim, chúng ta hãy ghi lại những cuốn phim thật tuyệt vời này ạ. Đôi bàn tay siết chặt và chiếc nhẫn kết lại. Ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một đứa buồn. Những chiếc đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại. Mình
lời rất đáng nhớ của cô dâu chú rể, có phải không ạ? Đề nghị quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo thật lớn để cổ vũ cho cô dâu chú rể để rất hết say rượu đây ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy chắp ra những chiếc ly kia để mời hai bác trưởng đoàn và mời cha mời mẹ mình ạ. Và sau đây xin mời sự trở lại của hai bác trưởng đoàn và ông bà Mạnh Oanh, chúng ta cùng lên sân khấu để hai con tỏ lòng kính hiếu ạ. Và xin mời các quý vị ở phía dưới ạ. Chúng ta có rượu thì chúng ta nâng rượu, chúng ta có trà thì chúng ta nâng trà, để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, có được không ạ? Tôi xin đếm từ 1 đến 3, tất cả chúng ta cùng nâng ly lên và cùng hô chúc mừng, có được không ạ? Vâng, xin mời các quý vị ạ. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Vâng ạ, xin được cảm ơn sự trở lại của hai bác trưởng đoàn ạ. Vâng, xin mời hai bác về chỗ an toàn. Kính thưa các quý vị, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Vâng, kính thưa các quý vị, phải nói rằng tình cảm của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến và không có gì so sánh được. Và ngày hôm nay, tình cảm ấy lại được nhân đôi khi mà thấy con mình khôn lớn trưởng thành. Và ngày hôm nay là ngày vui, ngày trọng đại của các con, thì ông bà Mạnh Oanh cũng có một chút quà làm kỷ niệm và sẽ tặng hai con trong ngày vui hôm nay. Vâng, xin mời ông bà Mạnh Oanh ạ. Vâng, quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo thật lớn để chúc mừng cho hạnh phúc của cả gia đình ông bà Mạnh Oanh và cô dâu Như Quỳnh và chú rể Tuấn Bình ạ. Với những món quà rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay mà cha mẹ đã dành tặng cho các con. Và tiếp theo xin mời cô Hiền ạ, là cô ruột của cháu Bình, sẽ cũng có chút quà tặng cháu trong ngày hôm nay. Xin kính mời cô. Vâng, xin cảm ơn cô Hiền đã tặng cho cháu một món quà rất là ý nghĩa. Kính thưa các quý vị, trong ngày vui, ngày trọng đại không thể thiếu đi những lời ca, những tiếng hát và những vần thơ. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu bác Nhung là bác của cháu Bình, sẽ có đôi vần thơ để tặng cháu trong ngày cưới. Xin mời bác Nhung ạ. Hôm nay cũng là nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chào và kính chúc sức khỏe toàn thể các cụ, ông, các bà, cô dì, chú, bác của hai họ bốn bên gia đình. Và toàn thể hối hôn có một sức khỏe mới và gia đình an khang thịnh vượng ạ. Và để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu hôm nay, tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi. Xin tặng cho hai cháu cùng toàn thể hội hôn một bài thơ với tựa đề là Mùa Xuân Hạnh Phúc. Mùa xuân ánh nắng tràn về, cây xanh đua sức đâm chồi biếc xanh. Mừng vui mỗi độ xuân về, mọi người phấn khởi dựng xây quê nhà. Hôm nay ngày lễ thành hôn, Bình Quỳnh đôi bạn nên duyên vợ chồng. Bác nay chúc phúc hai con, tình yêu hạnh phúc trăm năm vẹn tròn. Chúc cho hai họ bốn bên từ nay thắm thiết nghĩa tình thông gia. Xin hết ạ. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bác Nhung đã có một bài thơ rất là hay và rất là ý nghĩa để tặng cho các cháu nhân ngày cưới của cháu ạ. Và sau đây xin mời bà nội và cùng các bác, các cô chúng ta lên đây để chụp với cháu một kiểu ảnh để làm kỷ niệm ạ. Vâng, xin mời bà nội cháu Bình ạ. Vâng, xin mời ông bà Mạnh Oanh cùng lên trên sân khấu để chụp cùng với các con ạ. Ôi,
If I could go back just for a night, I would see the future and I'd make it alright. Oh darling, if life was a movie, I'd hit rewind. Cuối cùng một lần nữa, thay mặt cho những người làm chương trình và thay mặt cho ông bà Mạnh Oanh, chúng tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tất cả các quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc, và xin chúc hai cháu trăm năm tình viên mãn, bạn đầu nghĩa phu thê. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. I had the courage hidden somewhere in my heart to look you in the eye. Yeah, yeah. If I could go back just for a night, yeah. I would see the future and I'd make it alright. Oh, darling, if life was a movie, I'd hit rewind. Yeah. Ok anh em ơi, bây giờ đã là 9:30 tối rồi. Đấy, từ ngoài đám cưới về thì xong là bây giờ tôi đã xong hết việc trong ngày hôm nay, bây giờ là về nhà. Đây, cái này là cái mà chắc chắn là tôi sẽ phải làm sau mỗi cái đợt mà quay với cô này, chắc chắn rồi. Nghĩa là mình duyệt lại hết file, sau đó là chỉnh sửa ngày mai rồi. Kiểm hết tất cả các file để mà làm, bắt đầu làm vlog rất là mệt. Nhưng mà ngày hôm nay có một cái đội ekip rất là nhiều đã giúp tôi có thể làm cái vlog trọn vẹn. Ok, phải không? Và nhưng mà nói thật là hôm nay đám cưới làm rất là thành công. Trời hôm nay rất may là không mưa. Thực ra đến bây giờ tôi chả biết là phải làm như nào, vì là mệt quá rồi, này giọng khan cả giọng luôn này. Hôm nay là một cái ngày làm việc rất là mệt rồi. Đấy. Nhưng mà tối về chưa được nghỉ ngơi thì vẫn phải làm bằng cái máy tính này. Khi nào làm xong rồi thì mai tính tiếp. Ok. Như vậy là đã xong cái vlog này rồi. Ok. Xong cái ngày hôm nay rồi. Bây giờ tôi sẽ làm việc cái. Ok. Hẹn gặp anh em vào một dịp khác. Everything is great. It's here.